Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hiện nay ở phía Bắc, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng chiều và đêm 20 tháng 1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, chấm dứt chuỗi ngày nắng ráo vừa qua. Sau khi tràn xuống nước ta, không khí lạnh tăng cường độ mạnh hơn, nên nền nhiệt sẽ giảm sâu, phổ biến từ 7 cho tới 10 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ sẽ là từ 3 cho tới 6 độ và vùng núi cao sẽ là dưới 0 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ từ 9 đến 12 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế sẽ là từ 13 cho tới 16 độ. Và trước khi đón không khí lạnh thì ngày mai, từ miền Bắc cho tới miền Nam, nắng sẽ là hình thái chủ đạo. Cụ thể, các tỉnh thành ở khu vực Bắc Bộ đã chấm dứt đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày. Trời sẽ chuyển tạnh ráo và một vài nơi còn có nắng trong ngày, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 23 cho tới 27 độ. Đối với miền Trung, ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận đều có thời tiết thuận lợi và nắng ráo với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 cho tới 30 độ và có nơi trên 30 độ. Các thành phố ở khu vực Tây Nguyên cũng có nắng nhưng không quá nóng với nhiệt độ hầu hết đều dưới 31 độ và riêng thành phố Đà Lạt thì nhiệt độ thấp hơn ở mức 24 độ. Càng đi vào phía Nam thì nền nhiệt càng tăng dần. Nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành của khu vực Nam Bộ dao động trong khoảng từ 31 cho tới 34 độ và có nơi vượt ngưỡng trên 34 độ. Trên biển, từ chiều tối và đêm 20 tháng 1, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Từ ngày 22 tháng 1, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Và từ chiều và đêm 22 tháng 1, vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai sẽ kết thúc bản tin hôm nay. Cảm ơn nhãn hàng nước uống thiên nhiên Amizu đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Khu vực đồng bằng ven biển, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Ngày trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 20-26 độ, độ ẩm 80-90%. Khu vực trung du và vùng núi, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 19-27 độ, độ ẩm 80-90%. Khu vực thành phố Vinh, sáng sớm có sương mù, ngày trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 20-26 độ, độ ẩm 85-90%. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, sáng sớm có sương mù, ngày trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 20-25 độ, độ ẩm 90-95%.